Chương 2. Một số yếu tố cần thiết để trở thành nhà giáo dục Phật giáo. Nhà giáo dục Phật giáo phải là nhà giáo dục gương mẫu, đẹp về thể chất và tinh thần, giỏi về nội điển và ngoại điển. Thể chất ở đây chỉ cho sức khỏe mạnh, diện mạo uy nghi. Cụ thể là chỉ cho thân giáo, tinh thần chỉ cho tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Nội điển chỉ cho giáo lý Phật học và ngoại điển chỉ cho các môn học thế học. Để trở thành hành giả giáo dục Phật giáo, chúng ta phải am hiểu các vấn đề trên. Trong chương 2 này có 5 yếu tố quan trọng, đó là thân giáo, quán triệt nội điển, quán triệt ngoại điển, nghiệp vụ sư phạm và sáng tạo. Nhìn nhận chung về nhà giáo dục. Thân giáo. Nhà giáo dục không chỉ lấy kiến thức Phật học cũng như thế học làm yếu tố quan trọng, mà còn phải lấy phẩm chất đạo đức và quy nghi của mình để cho mọi người Phật tử noi theo. Thuật ngữ Phật học gọi phẩm chất đạo đức và quy nghi là thân giáo. Thân giáo được xem như là một bài giáo dục thiết thực nhất cho nhà giáo dục Phật giáo. Phẩm chất đạo đức và quy nghi của người thầy có sức thuyết phục tác động vào tâm thức của người đệ tử, khiến cho người đệ tử dễ phát khởi thiện tâm, trỗi dậy hạt giống Bồ đề, giữ vững niềm tin Phật, Pháp và Tăng sâu sắc. Thực vậy, mỗi cử chỉ và hành động hàng ngày của người thầy như đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, ăn mặc, ngủ nghỉ, vân vân, đều là những bài học thật sinh động và quý giá. Những bài học này tuy không được tìm thấy trong ngôn ngữ, văn tự và trong trường lớp, nhưng chúng vô cùng quan trọng trong việc giáo dục mọi người. Quán triệt nội minh. Đây là vấn đề quan trọng bậc nhất của nhà giáo dục Phật giáo. Quán triệt nội minh có nghĩa là thẩm thấu kinh, luật và luận, cụ thể là giới, định, tuệ. Quán triệt nội minh là một trong ngũ minh của Phật giáo phát triển, là điều kiện tất yếu cho nhà giáo dục Phật giáo dễ dàng thành tựu chánh kiến và chánh tư duy. Nhà giáo dục không chỉ thấu triệt nội minh, chánh pháp, mà còn phải thực hành chánh pháp và đem chánh pháp truyền lại cho người đệ tử. Một nhà giáo dục Phật học sau khi thấu hiểu giáo lý Phật Đà, tâm trí đầy nghị lực, kiên cường, không bao giờ sợ hãi những hạt giống tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Nhà giáo dục Phật học phải vừa là học giả, vừa là hành giả tâm linh, có thể dung sới và tưới tẩm những hạt giống giác ngộ của các hàng Phật tử. Quán triệt ngoại minh. Nhà giáo dục Phật học không chỉ thấu triệt Phật Pháp nội minh, mà còn phải thấu triệt các môn thế học ngoại minh. Thế giới ngày nay là thế giới khoa học và học thuật. Đạo Phật ngày nay là đạo khoa học và triết học. Để theo kịp trào lưu tiến hóa của khoa học, nhà giáo dục Phật học phải biết các môn thế học như khoa học, triết học, ngôn ngữ học, vân vân. Sử dụng các ngôn ngữ khoa học và triết học để triển khai đạo Phật thì người ta dễ dàng tiếp thu đạo Phật hơn. Nhà giáo dục Phật học phải có trách nhiệm giải đáp những vấn đề thắc mắc và truyền đạt lại cho các thế hệ tăng ni và Phật tử về Phật học, triết học và ngôn ngữ học. Nhà giáo dục Phật học làm được như vậy thì đạo Phật ngày càng phát triển nhanh hơn và rộng lớn hơn. Nghiệp vụ sư phạm và sáng tạo. Xã hội ngày nay càng phát triển, giáo dục Phật giáo ngày càng cần phải mở rộng đến với nhiều tầng lớp người trong xã hội. Nhà giáo dục Phật giáo không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm và sáng tạo trong nghệ thuật sư phạm của mình. Nghiệp vụ sư phạm và sáng tạo của nhà giáo dục Phật giáo có ý nghĩa rất sâu sắc, có liên quan mật thiết với sức mạnh tiềm tàng tri thức, trí tuệ và đạo đức tu tập. Đó là các mối liên hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức, giữa ngôn từ và hiện thực, giữa tri và hành. Nghệ thuật sư phạm phải là nghệ thuật của sự chọn lựa có tính sáng tạo. Lựa chọn càng cao thì tác dụng giáo dục càng hiệu quả. Muốn nghệ thuật sư phạm có hiệu quả cao, nhà giáo dục Phật học thường xuyên nghiên cứu và tham khảo các phương pháp giảng dạy bộ môn trong lĩnh vực chuyên môn ở trong nước và ngoài nước. Đặc biệt là nghiên cứu và tham khảo các môn giáo dục Phật học
ở các nước Phật giáo tiên tiến trên thế giới. Tất cả những việc làm đó giúp nhà giáo dục Phật giáo nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học và giáo dục Phật học của mình trong sự nghiệp quần dương chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Biết 10 dạy 1, biết 100 dạy 1 là nhà giáo dục tài tình, giàu kinh nghiệm giảng dạy. Trong việc giảng dạy, nhà giáo dục phải biết nói lên ý chính của vấn đề, cần nói và phải nói, không nói lan man ra ngoài chủ đề. Đức Phật là nhà giáo dục giỏi, những gì Ngài nói cho các hàng đệ tử là Ngài nói vào trọng tâm của vấn đề. Những gì Đức Phật thuyết giảng cho các hàng đệ tử của Ngài chỉ là những chiếc lá trong lòng bàn tay so với nhiều chiếc lá trong rừng. Câu này Đức Phật đã đi vào trọng tâm của vấn đề. Thật vậy, trong 45 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Phật chỉ nói lên hai yếu tố quan trọng nhất, đó là khổ và diệt khổ mà thôi. Đây là những yếu tố then chốt Đức Phật thường xuyên nhắc đi nhắc lại trong thánh điển. Mặc dầu trong 45 năm thuyết pháp, Đức Phật có rất nhiều vấn đề để nói, nhưng Ngài chỉ nói lên hai vấn đề chính, thiết thực và hữu ích cho nhân loại ngày nay, đó là khổ và diệt khổ. Đây là trọng điểm của vấn đề. Trọng điểm này ngày nay các nhà giảng dạy văn học gọi là ý chính trong buổi giảng dạy và là câu chủ đề trong một đoạn văn. Đức Phật suốt 45 năm quần pháp độ sanh chỉ nói lên khổ và diệt khổ. Huống nữa là trong các buổi giảng dạy và thuyết pháp, nhà giáo dục không đi vào trọng tâm của vấn đề, nói lan man hết cái này tới cái khác, không mạch lạc, không hệ thống gì cả, thì khó lòng mà thu hút được quần chúng. Lắm khi còn làm cho họ càng thêm rối trí và thối thất bồ đề tâm, đánh mất cái tâm giác ngộ. Đây là điểm tối kỵ cần phải tránh đối với nhà Phật học sư phạm. Nhà giáo dục đi vào trọng tâm vấn đề là nhà giáo dục giỏi, đầy kinh nghiệm sư phạm. Nhà giáo dục phải biết lựa chọn và truyền dạy những gì cần thiết trong biển Phật pháp mênh mông để quần chúng dễ dàng tiếp thu và ứng dụng thiết thực vào đời sống chánh niệm hàng ngày. Làm được như vậy, nhà giáo dục Phật học không những thành công trong việc sư phạm và sáng tạo của mình, mà còn thành công trong việc phát triển Phật pháp. Nhìn nhận chung về nhà giáo dục, nhà giáo dục không phải là người phô trương kiến thức, mà là người dạch rõ hướng đi đến hạnh phúc cho nhiều người. Một nhà giáo dục thực sự không phải là một dụng cụ cho nhà chính trị, không phải là người bị ràng buộc vào một giáo điều, một tín điều, một triết thuyết, một tín ngưỡng hay một lời đồn từ nghìn nghìn xưa để lại. Đức Phật dạy những gì nói ra có lợi cho mình, có lợi cho người và có lợi cho cả hai, thì chúng ta sẵn sàng làm theo điều ấy. Còn những gì nói ra không có lợi cho mình, không có lợi cho người và không có lợi cho cả hai, thì chúng ta loại bỏ nó ngay lập tức. Thực vậy, những gì trái với đạo lý, trái với dân tộc thì chúng ta buông bỏ và không được tin cậy. Nhà giáo dục càng không tin vào những bạo lực cuồng tín và độc tôn. Nhà giáo dục thực sự là nhà giáo dục nội tâm phải phong phú, tự do, giải thoát, trống vắng tham sân si. Một nhà giáo dục không phải là người có đầy tham vọng và địa vị quyền quy, cũng không phải là người dùng phương tiện giáo dục để buôn bán văn bằng hay buôn bán kiến thức. Một nhà giáo dục giống như một nhà gieo giải mầm kiến thức trên đám ruộng xanh tươi của trẻ, như nhà giống cây, dung tưới, uống nắng, măng non trở thành tre lớn, uống nắng những cử chỉ tốt đẹp, những hình ảnh tốt đẹp của các thế hệ tuổi trẻ trong hiện tại cũng như trong tương lai. Nhà giáo dục là người đề cao và tôn trọng nhân phẩm và nhân tính của con người. Đối với trẻ em, nhà giáo dục không nên dùng roi giọt để trừng phạt, mà nên dùng những lời khuyên nhủ để dạy bảo. Nhà giáo dục thực sự là nhà giáo dục biết cách khơi dậy và đánh thức tiềm năng của trẻ, để trẻ có cơ hội phát huy năng lực của nó. Một nhà giáo dục ý thức được trách nhiệm trọng trách của mình, sẵn sàng dấn thân vào mục tiêu cao đẹp của việc giáo dục và giáo hóa của mình. Tóm lại, nhà giáo dục là người biết khơi dậy và kích thích những tiềm năng sẵn có ở trong tâm thức của mỗi người, phát triển thêm lên, hướng đến mục tiêu chân thiện mỹ. Chỗ này Đạo Phật gọi là hướng đến mục tiêu
hạnh phúc đích thực. Thực vậy, một nhà giáo dục hạnh phúc mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Mỗi chúng ta phải là một nhà hạnh phúc thực sự để chúng ta mới có thể tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức. Đây chính là mục tiêu chính của nhà giáo dục Phật giáo trong thế kỷ 21 này.